ok đấy, bởi vì đó là phần sản phẩm review của hãng. Chứ còn báo sản phẩm của bạn có thể là nguyên bản nhưng mà có thể là thay lắp lưng, không email sau lưng ấy, thì đấy là sản phẩm tân trang nhưng mà của ông hàng xóm ấy. Xin chào anh em, mình đến từ MM.vn và ngày hôm nay trên màn mình hiện tại này, đây là những chiếc siêu phẩm mà hiện tại rất là nhiều anh em gọi điện hỏi mình hay là quan tâm rất là nhiều luôn, bởi vì giá hiện tại của nó siêu được giảm giá vô cùng là rẻ luôn nhá. Cụ thể thì mình đang nói cái clip này vào đầu tháng 6 của năm 2020 ấy, thì giá những sản phẩm này với bản 95% xây sát chảy xước ấy thì hơn 8 triệu thôi. Còn nếu mà anh em mua với bản 99% siêu lướt như thế này ấy, thì hơn 9 triệu một chút xíu thôi, cụ thể là 9.050.000 nhá. Chi tiết nhất về giá cũng như là thời gian cập nhật cũng như là khuyến mãi thì anh em vào mm.vn, mình để link ở dưới mô tả ấy. Anh em cứ vào đấy để mình biết chi tiết rồi. Chi tiết nhất những sản phẩm này thì ưu nhược điểm của nó là như thế nào và nó khác những sản phẩm S10 5G chính hãng là như thế nào và nó những cái gì hay với những gì không hay ấy, thì rất là nhiều các bạn ở cái YouTube khác người ta đã làm rồi, rất là chuyên nghiệp, rất là hay luôn. Mình thì thực sự là mình không thể làm được như thế đâu, bởi vì là cái khiếu ăn nói của mình không tốt mà. Thế nên là mình làm clip này để mình chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình về những cách chọn mua những chiếc máy này một cách chuẩn nhất thôi. Bởi vì là đây là những sản phẩm hiện tại đang giá rất là rẻ rồi, vô cùng là rẻ rồi. Thế nên là cái việc mà mọi người đang mua rất là nhiều ấy, thế là khó tránh khỏi cái việc mà mọi người mua phải dính là máy dựng lắm. Bởi vì đâu có nhiều hàng ngon để bán cho mọi người đâu, hoặc là đâu có nhiều hàng đẹp để bán cho mọi người đâu. Những cái hàng 95 hay là 90% mà không thể bán nổi ấy, thì chắc chắn là thương gia người ta đã thay vỏ để bán cho chúng ta rồi. Đấy, như bên mình ấy thì 95 mình ít lắm, mình cứ nhập toàn hàng đẹp về thôi. Mình nhập toàn hàng đẹp đâu, những con máy nào mà xước mà phẩy ấy, thì mình sẽ bán thành 95. Còn những con chiếc máy nào mà đẹp long lanh như này ấy, thì mình bán 99 thôi. Những chiếc đẹp long lanh như này nó rất là nhiều, những chiếc máy nào ấy, mình cảm thấy có vấn đề là mình trả hết rồi. Đấy, thế nên là mình chỉ có hàng ngon thôi. Đấy, để mua bên mình thì cũng rất dễ thôi. Để yên tâm nhất là mua bên mình thì vô cùng là dễ thôi. Anh em có thể là vào đường link mình để dưới mô tả vào MM.vn đặt hàng, hoặc anh em có thể inbox vào Facebook bên mình là cũng là MM.vn luôn. Hoặc anh em có thể gọi số điện thoại là 0256526789 nhá. Địa chỉ trực tiếp bên mình ấy thì là 170 Làng Chay. Anh em qua đấy là anh em chọn mua thoải mái luôn, bởi vì là mình đã dám làm clip này thì mình không thể bán máy vớ vẩn cho anh em được. Chiếc máy nào mà có vấn đề gì thì mình sẽ đền bù anh em, hoặc là anh em có thể gửi máy, có thể phản ánh, có thể lọ kia để mình sẽ đổi cho anh em một chiếc máy khác. Bởi vì là những sản phẩm mà nếu anh em mua trực tiếp tại shop ấy thì anh em có thời gian 1-1 trong 30 ngày. Còn nếu anh em ở xa mình ship COD ấy, thì thời gian của bảo hành của anh em sẽ là 1-1 trong vòng 45 ngày. Còn thời gian anh em mua theo gói bảo vàng để bảo hành sẽ là 1-1 trong vòng 7 tháng. Thế là anh em vô cùng là thoải mái, là yên tâm nhé. Những sản phẩm này hiện tại mình đang bán rất là nhiều tại hệ thống 170 Lấy Chay luôn. Anh em cứ qua đấy anh em chọn thoải mái luôn. Đó, đặt online thì là bên mình sẽ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận được hàng anh em mới phải thanh toán nhé. Thế nên anh em cứ thoải mái yên tâm mà đặt hàng thôi. Đó, nói về quảng cáo nhiều rồi. Thế bây giờ là mình sẽ nói chi tiết để anh em có chọn mua. Đầu tiên ấy thì anh em bỏ ra số tiền là hơn 9 triệu để anh em mua những chiếc máy 99%. Sau này rẻ như nào anh em lại vào đường link mô tả mình xem lại nhá. Thế nên ấy, nếu mà những chiếc máy 99% ấy sẽ phải là theo tiêu chuẩn bên mình ấy, sẽ phải là vô cùng đẹp nhá. Đầu tiên là cùng xem về hình thức trước này. À quên mất, để mình vừa rồi nói qua màu sắc của những chiếc máy này có nhá. Thì sản phẩm này hiện tại ấy, nó chỉ có 3 màu tất cả thôi. Thì màu đen là mình đã bán hết mất rồi. Đấy, thế nên là hiện tại mình chỉ còn 2 màu như này. Đây là cái màu rất đặc biệt này. Thì nhiều bên gọi là màu trắng này, nhiều bên gọi là màu xanh này, nhiều bên gọi là màu tím này. Mình thì thực sự mình không biết là màu gì cả, bởi vì nó thay đổi màu sắc theo góc nhìn mà. Đó, cực quang được đấy, anh em nhìn không, nếu mà để vào một ánh sáng chiếu vào ấy thì nó sẽ lóe lên một cái màu vàng như này này. Đó, cái màu này nó rất là nhiều màu. Màu tiếp theo là một cái màu vàng này, màu này thì màu cơ bản rồi. Cái này nó không hẳn là vàng, nó cũng không hẳn là trắng, nó giống cái màu chó lòng ấy, cái lưng nó như vậy, nhưng cái viền nó có ánh vàng này, thế nên là gọi là màu vàng cũng được, đúng không anh em? Và có một màu tiếp theo ấy, nó sẽ là màu đen như này nhá. Đây là một chiếc S10 Plus, nhưng mình cứ đem ra giới thiệu cho anh em thôi. Nó là cái màu đen như thế này. Nếu S10 5G thì nó sẽ tương tự như thế này nhá. Vậy để phân biệt S10 Plus, S10 5G thì mình đã từng làm clip rồi đấy. Đó, nó như chiếc máy 99 nó sẽ như này này. Đấy, bỏ tiền ra mua phải là máy đẹp, 99 nó phải như này, tiêu chuẩn của MM nhá. Đó, anh em phải nhìn thấy không? Viền như vừa bóc hộp. Không có một vết xước hay vết cấn gì luôn. Đã xước vết cấn thì giảm giá gần 1 triệu cho anh em luôn. Đó, bởi vì đấy là những chiếc máy 95% rồi. Anh em lưu ý như thế nhá. Anh em nhìn thế này. Đó, nó sẽ phải đẹp như này này. Đó. Và lưu ý một điều nhé, cái viền của S10 5G ấy nó sẽ không dày đâu, nó sẽ không dày như viền cái S10 Plus đâu. Anh em nhìn thấy nó sẽ không dày như viền cái S10 Plus đâu. Đó anh em nhìn nhá, mà nó sẽ mỏng như này. Clip mình đã làm từng phân biệt rồi. Nó sẽ vát xuống dưới như này và khi đến các phím thì sẽ lồi ra. Đó, anh em đi mua S10 5G bắt buộc nó phải như thế này nhá.
chứ không phải là nó dày bình bịch đâu, dày bình thì không phải S15G rồi đó. Phía bên này nó sẽ là cái phím nguồn này, tất cả những phím nó rất là chắc chắn luôn, không long lay mấy đâu nhá, nó chỉ dơ đủ để anh em ấn thôi đấy, chứ không phải là lắc lắc mà long không sọc đâu đó. Rất là khít này, phím nào nó đều phím đấy luôn, ấn nó rất là đều nhau đó, và là những cái hàng chuẩn, hàng chuẩn nó phải như vậy đó. Và tất nhiên rồi, nó rất là khít. Tiếp nữa là quan trọng nhất là khu vực chân sạc, khu vực phía dưới này. Việc đầu tiên ấy là anh em sẽ nhìn vào khu vực hai, khu vực căng teng này nhá. Anh em dùng tay của mình, anh em vuốt này, anh em nhắm mắt vào, anh em cảm nhận nó sẽ là một khối liền luôn, nó sẽ không dơ, nó sẽ không chìm xuống, hay là nó sẽ không nổi lên. Đó, anh em lưu ý nhá. Đó, nếu trong trường hợp mà nó dơ lên này, nó cao lên này, nhiều khả năng bị phun sơn lại cái viền, nhưng cái nhựa nó sẽ dán vào, thế nó sẽ cao lên, cao hơn. Nếu nó thấp hơn thì cái viền bị móp và bị đánh đi, đánh mỏng đi ấy, và sau đó sơn vào. Đó, anh em lưu ý là những này nó rất là khít như một là một khối luôn, và nó sẽ không có hở gì luôn, không thể nào mà đưa bất cứ cái gì vào trong khe này được, bởi vì nó liền. Cái tiếp nữa, cùng chú ý đến khu vực chân sạc hay là khu vực chân tay nghe, nó sẽ có hai cái viền nhựa, nó sẽ hai cái viền nhựa nằm bên ngoài. Hai cái viền nhựa này nó sẽ có màu sắc tương đồng với màu sắc của khu vực căng teng này nhé, nó sẽ phải là màu sắc tương đồng, chứ không phải là cái viền nhựa thì màu trắng, khu vực này thì là màu xám, hay là không phải là viền nhựa là màu xám, khu vực là màu trắng. Anh em lưu ý là viền nhựa nó phải trùng màu với nhau nó mới là chuẩn đó, bởi vì đây là những sản phẩm 99% chân sạc rất là đẹp luôn, nó rất là dễ nhìn luôn. Đấy, anh em lưu ý như vậy này, đó, chân tay nghe rất là sạch luôn này. Đó, tiếp nữa là đến khu vực loa trong, loa ngoài đấy nhá, loa ngoài đó, anh em nhìn đây, 5 cái lỗ của loa ngoài sẽ rất là đều nhau, chứ không phải là nó sẽ bị lệch lạc, nó rất là đều nhau. Cái nước sơn nó phun cũng rất là đều nhau luôn, chứ không phải cái nào sơn mỏng một cái sơn dày đâu. Đến cái lỗ phía dưới mic này, đấy, lật bên trên này nó sẽ có mic phụ, hai cái này nó sẽ đều nhau tăm tắp, nó đều nhau tăm tắp. Đó, anh em lưu ý như vậy nhá. Và không có cái việc mà nhiều người ta phun sơn lại ấy, thì nó không tròn xoe này đâu, mà nó lại còn dơ được một tí sơn ở ngoài ấy, thì những cái đấy là bị phun sơn lại rồi. Anh em lưu ý mình như vậy. Khai sim có màu tương đồng với viền luôn. Đấy, những lỗ khai sim cũng tương tự, nhưng lỗ này rất là tròn luôn. Đó, ngay về cái viền anh em xem là như vậy nhá. Tiếp nữa là chúng ta sẽ xem về sau lưng. Sau lưng của những chiếc máy S15G của Hàn Quốc, nó cũng như những chiếc máy Samsung khác thôi, bao giờ nó sẽ có logo của Samsung ở đây. Đó, anh em có thể nhìn nhé, logo của Samsung này. Đó, nó sẽ có màu, ví dụ như sản phẩm này nó sẽ là màu ánh bạc, sản phẩm này nó sẽ màu ánh vàng, gần như là cái màu tương đồng với cái màu viền này này. Đó, anh lưu ý như vậy nhé. Đấy, màu nó tương đồng màu viền này, cũng như là cái viền của camera, viền của khu vực camera nó cũng sẽ màu tương đồng màu viền này luôn. Anh lưu ý như vậy, chứ không phải là cái màu, cái chữ Samsung này nó là một cái màu trắng. Và đặc biệt nhé, là chữ Samsung này nó phải là chữ Samsung in chìm, bởi vì mình gặp rất là nhiều những sản phẩm lắp lưng thay hay những sản phẩm Samsung mà hàng fake ấy, thì thường là chữ Samsung nó sẽ là màu trắng rất là sáng và nó sẽ in bên trên mặt, in bên trên kính ấy. Anh lưu ý là phải in chìm. Và cái điều rất là quan trọng nữa là bao giờ Samsung, tất cả những máy Samsung bán ra tại thị trường ấy, trên thị trường ấy, bắt buộc là nó sẽ phải in tên modem ở đây, bao giờ đầu cũng là tên modem. Phiên bản của Hàn Quốc, đặc biệt là chiếc S15G này, nó chỉ có màu dòng chữ thôi, nhưng bao giờ đầu tiên nó sẽ là tên modem. Modem của sản phẩm này sẽ là SMG977N, anh em lưu ý như vậy nhé. Sau đó nó sẽ đến một ký tự của Hàn Quốc, mình không hiểu nó viết cái gì, chỉ biết là chữ Hàn Quốc thôi. Và đến một dãy số ở đây, và sau đó là đến chữ email, và đến dãy số email ở đây. Phần cuối cùng sẽ là tên nhà mạng. Tên nhà mạng thì sẽ là SKT hoặc là KT hoặc là LG. Anh em lưu ý như vậy nhé. Đó, tên modem này, đến một ký tự của Hàn Quốc, đến một dãy số, đến số email. Và chắc chắn rồi, số email này bao giờ cũng sẽ trùng số email ở trên mail luôn. Anh em lưu ý mình như vậy nha, rất là quan trọng. Nếu đi mua sản phẩm nào mà không có dãy số này, chắc chắn một điều là đó là sản phẩm thay lắp lưng. Có thể là review của hãng thì không sao, rất là ngon, nhưng mà nếu là thay lắp lưng của hàng linh kiện ấy, thì em lưu ý là vấn đề như thế là tốt nhất là anh em không nên mua. Cứ có email thì anh em mới mua. Anh lưu ý mình như vậy nhá, chắc chắn là cứ có email thì mới mua. Đó, đấy là cái phần dưới này, khẳng định anh em là phải có. Và nếu mà là S15G của Hàn Quốc phải là G977N, em lưu ý vậy, G977N nhá. Tôi nói đến cụm camera này, thì ở trên này ấy, thì đầu tiên là mình cứ nghĩ là chỉ là ba camera như là S15G thôi, nhưng thực tế nó sẽ là bốn camera nhá, có một cái như thế này. Đấy, là bốn camera này. Đó, anh em lưu ý này, nó sẽ có bốn camera ở đây. Và tất cả cái camera này nó không giống nhau đâu. Nó sẽ không giống nhau. Ở bên ngoài cùng nó sẽ là, bên trong nó sẽ có một thấu kính, thấu kính màu đen, và khu vực xung quanh nó sẽ là màu đen giống như chiếc iPhone.
rất giống những chiếc iPhone luôn, đen. Chỉ nhìn thấy thấu kính thôi là chủ yếu thôi, xoay đèn rồi nhìn thấy viền. Phía camera ở giữa chúng ta sẽ nhìn rõ là cái viền. Đó, phía camera ở giữa sẽ nhìn rõ cái viền, thấu kính sẽ bé hơn cái thấu kính bên này. Phía camera thứ ba, thấu kính sẽ rất là to và cũng sẽ đen, nhưng mà không đen hẳn như này, cũng rõ viền một chút, nhìn kỹ cũng thấy là viền. Và phía camera cuối cùng chỉ thấy thấu kính thôi. Chỉ thấy thấu kính và thấu kính rất sáng. Anh em lưu ý như vậy nhé. Nếu đi mua ấy mà nó khác như cái mô tả của mình ấy thì chắc chắn là điều không phải là hàng xịn và có vấn đề rồi. Bên ngoài sẽ đen, rất giống camera của iPhone, sẽ rất là đen. Chỉ nhìn thấu kính thôi, nhìn kỹ mới thấy viền này. Bên này sẽ nhìn rõ cái viền luôn. Bên này thì cũng đen, viền thấu kính rất là to. Bên trong không có thấu kính nhỏ nữa. Và cái viền cũng đen nhưng sẽ nhìn rõ. Và bên này chỉ thấy thấu kính to thôi. Đó. Và tiếp nữa sẽ đến một cái cảm biến ở đây. Đó, anh em nhìn nha, nó sẽ đến một cái cảm biến đây. Và phía này là đèn flash này. Có một cảm biến nhỏ nữa ở dưới này. Có nghĩa là hai cảm biến ở chỗ này và một đèn flash này. Nó sẽ không có cảm biến rõ như S10 Plus này đâu nhá. Đấy, nó không sẽ có cảm biến vân tay rõ như này đâu. Mà cảm biến nó sẽ đánh chìm như này luôn. Nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là hiện đại luôn. Cảm giác nó hiện đại hơn S10 5G rất là S10 Plus rất là nhiều luôn. Đó, anh em lưu ý mình như vậy. Và tất nhiên rồi, mình nói lại là cái viền này nó sẽ cái màu viền nó sẽ gần như là màu viền tương đồng với cái viền bên ngoài này. Đó, anh em nhìn thấy nhá. Màu bạc này. Nó sẽ là màu bạc. Và anh em lưu ý với mình nhé, cái màu viền này nó sẽ màu viền tương đồng với viền này, nhưng mà nó sẽ không phai bóng, mà nó hơi kiểu xước một chút. Nó sẽ không bóng đâu nha. À, nó sẽ không bóng đâu nha. Đó, chứ mà nó bóng mà giống hệt ấy thì không chuẩn đâu. Đấy, nó sẽ hơi phai xước thì. Đấy là khu vực sau lưng. Nhân tiện thì chúng ta sẽ nhìn xem khu vực sau lưng này nó có khít không. Này, bấm các mép này, xem nó có bị bập bùng hay không. Nó không được bập bùng đâu nhá. Bấm cái mép này không được bập bùng đâu. Và nó sẽ rất là khít, rất là đều này. Đó, bởi vì đây là sẽ tháo lưng ra để thay mà. Anh em nhìn lưu ý như vậy nhá. Đấy, nó cứ không bập bùng. Và thường thường nó rất là khít nha. Những cái mép này nó sẽ hơi hở một tí thôi. Đấy, nhưng đa phần nó sẽ khít. Những cái mép này này, mép này nó rất là khít này. Đó, anh em lưu ý mình như vậy. Nó là khít là rất là đều nhau này. Đó, rất là đều nhau này. Đó. Cái phần đằng sau lưng là như vậy. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem được mặt bên ngoài, mặt đằng trước. Thì đây là sản phẩm S10 5G. Có camera trước là camera như đôi như này nhá. Đó, kiểu camera dạng nó đuôi đấy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tắt màn hình đi trước này. Tắt màn hình đi trước nhá. Đó, rồi chúng ta nhìn, nó sẽ có màu đen rất là tuyệt đối luôn. Đó. Đó, các bạn nhìn đâu. Cảm tưởng như đây là một khối màu đen luôn. Anh em mà mua hàng online, anh em bỏ người ta chụp ảnh nó trước mà xung quanh này nó trắng tinh tinh ấy. Và cảm tưởng nó trắng trắng kiểu như màn hình LCD loại rẻ tiền ấy thì anh em cứ xem chừng nhá. Đây là màn hình. Nó không, nó còn cao cấp hơn cả màn hình AMOLED, mình không nhớ tên nó là gì nữa. Đó, nhưng là màn hình rất là cao cấp của Samsung. Anh em có thể nhìn thấy nó đen một khối luôn này. Đó, gần như là không nhìn thấy cái viền luôn nếu mà khi tắt màn hình đi. Đó, bật sáng lên thì sẽ nhìn thấy cái viền. Một lưu ý quan trọng, viền sẽ rất là đều. Viền sẽ rất là đều nhá. Viền sẽ vô cùng là đều luôn. Đó. Bên này kích thước như vậy này. Em nhìn như vậy này. Sẽ không có một cái vết lệch, vết liếc gì luôn. Đó. Hai bên như nhau, bên trên này thì khác, hai cái phía trên này khác rồi. Nên nghe lưu ý nhá, không vết gì. Xoay thật kỹ phía dưới cái những cái mép này này. Xoay thật kỹ vào. Nó không có một vết gì của vết xước ở bên trong luôn. Thì ổn. Sợ nhất là vết xước bên trong rồi, bởi vì đã tháo ra rồi, ép lại kính mà. Thì rất dễ vết xước bên trong nhựa này. Xoay thật kỹ vào anh em nhá. Đây, tiếp nữa là anh em xoay đến phần camera này. Cứ bật sáng này xoay cho dễ nhá. Camera nó sẽ là hai mắt ở đây. Hai mắt bên này. Hai mắt hai bên. Thì đó, một cái là cảm biến bóng mắt, một cái là camera trước mà. Đó. Và phía giữa này nó sẽ là có một cảm biến ánh sáng luôn. Nó vuông vuông. Cái này bằng mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng mà nếu nhìn qua nó sẽ đen xì ấy. Anh em nào bị cận thì khả năng sẽ không nhìn thấy đâu. Nhưng mà nếu mà mắt thường anh em tinh thì nhìn thấy một cảm biến hình vuông ở đây. Nó sẽ là hình vuông anh em nhá. Phía trên này nó sẽ là loa trong này. Và loa trong này bao giờ nó sẽ có màn. Những cái lỗ rất là đều nằm ở giữa. Chứ không thể là lỗ loa trong nó nằm bên trên đâu nhá. Lỗ sẽ rất là đều nằm ở giữa. Anh em lưu ý mình như vậy. Đó. Đấy, thế mới chuẩn. Đó, nhìn qua về hình thức bên ngoài như thế rồi, anh em có thể xác định được là chuẩn rồi. Bây giờ anh em có thể bật lên bên trong và kiểm tra bên trong. Đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra về email. Này, anh em vào phần gọi điện nhá, ở dẫn sao ra 06 thang này. Thì nó ra ra cái dãy số email ở đây. Đây ở dưới là serial number này. Dãy số email như này và anh em xoay bên dưới này. Đó, anh em nhìn đây và anh em xoay dưới này. Trùng nhau nhá. Trùng nhau là ok, phải trùng nhau. Anh em lưu ý mình như vậy. Nhìn đây này và xoay này. Trùng nhau nhá. Phải trùng nhau mới ok. Đó là dãy số email. Cái đấy thì là cái phụ thôi, bởi vì email thì chúng ta dễ kiểm tra lắm. Nhưng cái quan trọng là như này này, anh em vẫn lại cho mình sao thăng, không sao thăng. Nó sẽ vào một cái phần để test. Thì ở trên này anh em có thể test màn hình được xem nó có bị điểm chết hay có bị các điểm màu khác nhau hay không. Đó, anh em nhìn thấy không? Có vết đen đây đúng không? Vuốt đi sạch là được, nó chỉ là cái bụi trên mặt thôi. Đó, nhưng mà nếu vuốt đi không được ấy,
thì cái màn hình có vấn đề, mà màn hình những sản phẩm này rất là đắt tiền, nếu bị anh em coi như không mua nữa, bởi vì là cái màn hình gần như nó bằng giá trị gần bằng con máy rồi. Đó, màn hình rất là đắt tiền luôn, giá trị máy khoảng 8 triệu, hơn 8 triệu thì màn hình của nó phải khoảng 5-6 triệu rồi. Anh em lưu ý với mình như vậy nhé. Ở phía này sẽ kiểm tra camera hay là kiểm tra cảm ứng thì cái đấy mình không nói nhiều nữa. Nhưng cái quan trọng nhất là kiểm tra sensor ở đây, bởi vì là cách kiểm tra áp suất. Những chiếc máy còn áp suất, không còn áp suất thì chắc chắn đã bị tháo ra, chắc chắn đã bị tháo ra. Còn những chiếc máy còn áp suất thì khẳng định là 80% chịu bị tháo ra. Anh em lưu ý như vậy. Thợ nó cao tay nó vẫn dán được áp suất đấy. Đây, cái phần áp suất ở trên này nhá, anh em nhìn thấy 10003 đây không? Những chiếc máy khác nó sẽ là số khác, nhưng quan trọng là 1003 hay 100 mấy không quan trọng. Nhưng quan trọng khi chúng ta dùng lực bấm vào màn hình này. Đó, anh em nhìn nó nhảy lên không? Đó, 1004, 1005 này. Đó, đây nha, mình sẽ tháo thử cái sim này anh em xem nhá. Đây. Tháo thử cái sim này anh em xem này. Ấn nó sẽ không có tác dụng luôn. Đó. Bởi vì hiện tại tháo cái sim là mất áp suất mà. Và tháo cái sim nhúng nước là chết đấy. Anh lưu ý với mình như vậy nhá. Đó. Nhưng mà lắc cái sim lại là áp suất lại hoạt động bình thường. Có nghĩa là những sản phẩm này có thể nhúng nước hoạt động bình thường đấy. Đấy anh em nhìn không? Nhảy lên 4, nhảy lên 5 này. Đó. Cứ còn áp suất thì khẳng định là 80% là máy chưa bị tháo. Anh em lưu ý với mình như vậy nhá. Cái này rất là quan trọng này. Đó. Và có một cái vấn đề nữa là S10 5G này nó chỉ sử dụng một sim thôi nhá. Cái này mình vừa tháo cái sim ra và không lắp thẻ nhớ nữa. Bộ nhớ trong của nó sẽ là 256GB. Thoải mái rồi, nhưng chỉ dùng được một sim thôi. S10 Plus thì nó lại khác. S10 Plus là nó sẽ là một chân sim và một chân thẻ nhớ. Đối với bản Hàn Quốc như mình đang cầm trên tay đây. Đây. Và sẽ có phần mềm để độ được hai sim để chúng ta lắp một cái sim phụ ở phía này giống như hàng chính hãng ấy. Nhưng S10 Plus, S10 5G thì không có. Đấy, S10 Plus nó có cái đấy. S10 5G thì nó không có nha. Mà nó chỉ có một khai sim này thôi và chúng ta chỉ có thể lắp một sim, không bao giờ chúng ta độ được khai sim. Anh em lưu ý như vậy. Đó, tháo S10 5G lên như vậy nha. Đó, cái kiểm tra bên trong là như vậy thôi. Cả phần cài đặt này, chúng ta xem lại là nữa này. Và trạng thái này bên phía dưới này nó sẽ có dãy số IMEI này. Xem đằng sau lưng nó trùng này. Đó, anh em lưu ý nha, dãy số IMEI sau lưng trùng này. Số serial number này trùng này. Đấy, nếu chúng ta ấn sau thang 06 thang nhá. Này nó sẽ lên, nếu mà bằng phần mềm của nhà mạng nó sẽ lên này, nhưng nếu phần mềm gọi điện bình thường Samsung nhé, sao thang 06 thang này nó sẽ có phần gạch ngang 01 đây thì chúng ta không quan tâm, mà chúng ta chỉ quan tâm đến 15 dãy số đầu tiên thôi, đó là cái này thôi. Đấy, nó trùng với sau lưng này, tất cả thế là chuẩn nhá, thì máy là ok. Cái nữa là mình có một cái phần mềm mà mình nói với anh em, cái phần mềm này chỉ mang tính tham khảo thôi để anh em kiểm tra cho nó đầy đủ hơn một chút nữa. Đó là cái phần mềm Phone Info này, thì cái này là chúng ta có thể tải trực tiếp ở trên Safe Play được, chứ không khó đâu. Trên Safe Play này, đó là phần mềm Phone Info, là phần mềm của Việt Nam phát triển, của một các bạn ở Việt Nam ấy. Thì ở trên này nó sẽ báo này, nhãn hiệu là Samsung này, Samsung Galaxy S10 5G G977N đấy, nó báo như là chuẩn nhá. Ở loại thiết bị cái này thì mình không quan tâm, và có cái nước sản xuất là sản xuất tại Hàn Quốc này, bởi vì sản phẩm S10 5G chủ yếu là sản xuất tại Hàn Quốc thôi. Nếu như sản phẩm S10 5G mà xuất sang thị trường Mỹ thì mình không biết, bởi vì mình chưa cầm vào bao giờ. Còn những chiếc S10 5G mà của Hàn Quốc ấy, thì chắc chắn một điều là chỉ sản xuất tại Hàn Quốc thôi. Và đây có ngày xuất xưởng này, đấy thường thường nó vào đầu năm 2019. Chưa bị rốt thì nó sẽ chưa nhảy lên. Và màu sắc ở phía dưới này nó sẽ có màu sắc. Đó. Thì cái màu sắc của sản phẩm này nó sẽ báo là màu gold anh em nhé. Anh em lưu ý như vậy, phải mà có màu sắc. Còn nếu không có màu sắc ấy thì khả năng đó là cái hàng mà hàng mà Refurbit. Anh em lưu ý như vậy. Ở phía này nó sẽ có tên nhà mạng ở đây. Thì những sản phẩm này chưa có ra quốc tế thì bao giờ nó sẽ theo tên, đúng theo tên nhà mạng. Anh em lưu ý mình như vậy. Đây là đó. Tên nhà cung cấp này, KR này, của Hàn Quốc này, đây tên nhà mạng nó thế này. Đó. Phía dưới này có tên của tên model phần mềm, ở chỗ này thì cái đấy thì chúng ta chạy phần mềm nó sẽ hết thôi. Đây, phía bên phần cứng này là chúng ta có thể nhìn thấy là hiện tại đang sử dụng Seoul Exynos 9820. Chứ còn nếu mà báo cái này là MediaTek thì chết dở nhá. Đó, mà cũng không phải Qualcomm luôn, Qualcomm thì có thể là của Mỹ. Anh em lưu ý mình như vậy, hay của Nhật Bản vậy. Chứ còn nếu mà là Exynos 9820 thì đúng là Hàn Quốc rồi. Đó, nền tảng là Exynos này. Chip đồ họa là Mali G76 này. Đó, anh em nhìn đây, bộ RAM của nó là 8GB. Đó, màn hình là 6.62 inch, nó màn hình rất là lớn luôn, màn hình lớn hơn là màn hình của S10 5G cũng như là S10 thường luôn. Đó, camera chúng ta sẽ có cụm camera như này, đây sau này, đó, trước đây, sau tiếp này, đây camera trên này nó báo thì cũng không phải là chuẩn xác lắm đâu, nó báo không đầy đủ lắm nhưng mình không quan tâm được đấy. Tiếp đó là phần cá nhân để chúng ta có thể xem được phần chu trình xả pin. Đối với những sản phẩm Samsung ấy thì nó không giống như iPhone chúng ta sạc đầy, chúng ta rút ra thì nó báo một lần thôi, nhưng Samsung cứ cắm sạc và khả năng nó báo lần rồi 185 là rất là ít luôn, những sản phẩm này sử dụng vô cùng ít luôn. Đó, ở đây có một phần nữa là chúng ta sẽ kiểm tra tân trang. Đó, đối với những sản phẩm Refurbit nhé thì nó sẽ không chúc mừng như này đâu, mà nó báo
cảm tưởng cho sản phẩm bạn, sản phẩm tân trang. Nếu nó báo được như vậy thì khả năng là chuẩn, cũng ok đấy, bởi vì đó là phần sản phẩm review của hãng. Chứ còn báo sản phẩm của bạn có thể là nguyên bản nhưng mà có thể là thay lắp lưng, không email sau lưng ấy, thì đấy là sản phẩm tân trang nhưng mà của ông hàng xóm ấy. Đấy, anh em lưu ý như vậy nhá. Đó, đây là phần mềm info thì chúng ta chỉ mang tính tham khảo thôi, nhưng mà cũng báo được khá nhiều thông tin mà hữu ích đối với chúng ta đấy. Đó, đối với những sản phẩm S10 5G thì xem thì đơn giản như vậy thôi, chúng ta nhìn qua như vậy mất vài phút là chúng ta có thể nhận biết được sản phẩm của mình có chuẩn hay không. Đó, để yên tâm nhất là anh em có thể mua hàng của mình nhá. Mình đã làm clip này thì mình không dám làm bán cái hàng vớ vẩn đâu, thế là anh em yên tâm luôn. Đã lên YouTube, đã cho tất cả cộng đồng mạng cùng xem thì không bao giờ bán hàng vớ vẩn. Thế nên nếu để yên tâm thì anh em có thể mua mình theo địa chỉ đặt hàng là msm.vn để đặt hàng, hoặc là anh em điện thoại số điện thoại là 0256526789, hoặc là anh em đến trực tiếp cửa hàng là 170 Lạch Tray của Hải Phòng xem nhá. Đó, nếu anh em thấy clip này hữu ích thì anh em like và share cho mọi người cùng xem. Anh em subscribe để ủng hộ mình để mình có động lực để làm nhiều clip hơn cho anh em. Hướng dẫn anh em tất cả các dòng máy luôn. Anh em muốn mình làm clip về sản phẩm nào cũng như hướng dẫn chạy ROM hay làm gì, anh em cứ comment bên dưới để mình sẽ hỗ trợ anh em hết. Cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt anh em.